Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh bài Hết TV Hôm nay mình sẽ thực hiện cái món ăn đó là ốc móng tay xào dưa leo nha các bạn thì đây là cái con ốc móng tay nè mình đang tách nó ra khỏi cái vỏ của nó các bạn nên mình tách ra được thịt như thế này nè nhưng mà chưa xong luôn hồi mình còn lấy cái ruột nó ra nữa nghe các bạn thì ốc móng tay này thì tách ra nó cũng đơn giản thôi mình dùng cái dao gắn vàng mình rọc hai bên rồi mình lấy cái thịt nó ra thôi cái con móng tay này nó cũng dễ bắt lắm các bạn nó nằm dưới đất người ta lấy xà bông người ta xịt vô cái lỗ cái hang nhỏ của nó là nó chào đậu lên nè rồi cái này mình mình tách xong á hồi mình sẽ mổ mình lấy cái ruột nó ra nữa nghe các bạn mới ăn được còn mà để nguyên thì khó đây nè các bạn sau khi mà mình đã mổ mình tách mình lấy ruột ra rồi nó đã trắng phiếu như thế này nè mình xào thì nó sẽ giòn ngon sực sật nha rồi dưa leo thì mình sẽ đem đi rửa sạch rồi mình sắc uh, lát mỏng như thế này nè các bạn rồi bây giờ mình tiến hành mình nấu nha đây nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi có ốc bóng tay rồi dưa leo với hành lá đây ốc móng tay rửa sạch sẽ luôn nè các bạn Rồi một ít tỏi băm nữa ha Đầu tiên mình sẽ cho cái chảo lên trên bếp Rồi mình cho một ít chỗ ăn vào Chán điệu chảo để cho nó không khét nha các bạn rồi khi mà dầu ăn nó đã bắt đầu nóng rồi á, mình sẽ cho tỏi băm vô. Rồi mình đảo đều để cho tỏi nó nó thấm vàng á, cho nó thơm. rồi sau đó mình sẽ cho cái con móng tay vô xào trước cái con móng tay này cũng nhanh chín lắm các bạn các bạn xào chừng năm mười phút là chín rồi rồi mình xào cho nó thấm đều nha cho nó thơm rồi sau đó mình cho dưa leo vô luôn do nó nhanh chín lắm rồi mình đảo đều nha Rồi tiếp theo mình tiến hành mình uh, nêm cho món ăn của mình luôn nha các bạn. Đầu tiên mình cho vào một uh, ít nước nha. Mình cho ít nước thôi, mình xào hồi là dưa leo với uh, móng tay nó ra nước nữa. Cho nhiều quá rồi nó ngập, nó không có ngon. rồi mình tiến hành mình sẽ niêm cho món ăn của mình nha mình cho vào đây một muỗng uh, rưỡi muối rồi hai muỗng bột ngọt nha các bạn rồi uh, tiếp theo mình sẽ cho vào ba uh, muỗng đường nha muỗng cà phê nhỏ các bạn cho nhiều đường quá nó ngọt nha rồi. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều các hỗn hợp gia vị lên để cho nó thấm nha các bạn. Mình đảo đều lên để cho nó mau chín cho nó thấm gia vị. Rồi mình đậy nắp lại để cho nó chín nha. Đậy khoảng chừng 5 phút rồi các bạn. Rồi này các bạn Thấy nó 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 chín rồi nè. Cái con móng tay của mình thì nó chín này, Nó ăn nó rất là giòn. Còn dưa leo cũng vậy các bạn xào vừa chín tới thôi các bạn xào mà nó gục quá ăn cũng không ngon nha. Rồi món này mình à đảo qua đảo lại nữa là nó chín rồi đó các bạn ờ, món này hồi mình chấm nước mắm mình ăn ngon lắm nha các bạn rồi bây giờ món ăn của mình đã thực hiện xong rồi nè cuối cùng mà mình sẽ cho vào đây của thành lá nữa là xong rồi rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nha các bạn.